Theo giới chức hữu trách vào ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên Mỹ phối hợp cùng với các đơn vị quân đội hiện đang tìm kiếm tại khu vực ngoài khơi Hawaii, sau khi một phi cơ trực thăng bị rớt khi huấn luyện, khiến 5 phi hành đoàn mất tích. Các giới chức căn cứ tại Wheeler gần Honolulu cho hay, họ mất liên lạc với chiếc trực thăng lục quân US-60 Black Hawk vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua. Các toán cấp cứu nhanh chóng khởi sự cuộc tìm kiếm và thấy có một khu vực có mảnh vỡ nằm cách mũi Kenna Point ở đảo Oahu, cách khoảng 11 giờ 30 phút tối. Một chiếc phi cơ và hai trực thăng cùng một số tàu thuyền đang được huy động tìm kiếm khách khu vực này. Theo lời Trung tá Kosas Kalos thuộc Sư đoàn 25 Mỹ, các chuyến bay huấn luyện ban đêm ngoài khơi là điều thường xuyên được thực hiện.